Thưa quý cô bác anh chị, hôm nay là sáng ngày 14 tháng 3 năm 2023. Mình đang có mặt ở bếp cơm cô Tư ở cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì thưa cô bác anh chị, hôm nay cô Tư sẽ sử dụng cái số tiền là 20 triệu của Lê Phi Du và bạn bè đã ủng hộ cái bữa cơm ngày hôm nay, và các bạn bè đến từ Seattle, Washington. Ngoài cái việc mà gửi tiền nấu cơm đó, thì cô sẽ còn phát trực tiếp tiền cho một số những cái người bị ung thư ở bệnh viện Chợ Rẫy. Và ngày hôm nay thì nấu món cơm thịt kho với củ cải. Cơm thịt kho củ cải. Còn phía bên này các bạn, là tụi mình chuẩn bị bánh mì ngọt, rồi nước suối, rồi chuối. Và tụi mình cũng có để cái bảng là phát quà cho bệnh nhân ung thư. Rồi rồi, chú phát thẻ đi đây chú. Dạ. Rồi. Cô bác vui lòng về chỗ ngồi tại chỗ dùm nhé. Hôm nay nhà hảo tâm trực tiếp tặng tiền rồi tặng cơm cho mấy cô chú, thì cô chú lát nhận tiền nó vui lòng cảm ơn dùng con nhé. Mấy người có giấy đứng lại, có giấy phát phiếu rồi đứng lên, có giấy rồi phát phiếu đứng lên. Rồi mời. Đi ra ngoài để lãnh tiền trước. Đi ra ngoài giúp em. Bà có giấy, bà đứng dậy. Bước anh Lai sắp xếp cho đi ra ngoài họ lấy tiền trước. Hôm nay có nhà hảo tâm sẽ trực tiếp phát tiền cho những người ung thư. Ai có thể là sẽ nhận tiền. Rồi bây giờ con mời hàng đầu tiên các cô chú mà có thẻ để nhận tiền ấy, mời cô chú đứng dậy giúp con. Còn các hàng sau vẫn ngồi tại chỗ dùm. Để việc phát cơm được nhanh lẹ, cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp cầm ra tay. Cầm hai cái hộp và bao xốp ra tay dùm. Rồi xong chưa cô? Đến tới đi cô. Rồi phát tiền đi cô ơi. Mỗi người bỏ phiếu rồi, bỏ phiếu rồi đây. Rồi mỗi người có phiếu sẽ nhận số tiền mặt là 200.000. Rồi tiến tới lãnh cơm.
lãnh đồ ăn. Rồi bỏ phiếu rồi đó. Thôi. Bỏ phiếu rồi đó. Rồi chị ơi xuống cái bàn. Mẹ làm đi. Cô bác nhớ nói cảm ơn thật to lên giúp con với ạ. Ai cảm thấy ngại thì mình gật đầu giúp con nhá. Hoặc nói cảm ơn thật to lên giúp con. Dạ rồi, cảm ơn các cô chú. Cô ấy không phải ung thư. Dạ. Bác ấy lớn tuổi, đây ưu tiên bác ấy lãnh trước. Dạ, nhưng mà bác không phải ung thư. Rồi, cô bác nào lãnh cơm thì qua bên đường xếp hàng nhá. Rồi, bỏ phiếu vô dùm con, nhận tiền đi mấy cô chú. Ưu tiên những người ung thư sẽ có tiền. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ rồi, xin cảm ơn. Không có hộp đựng sao lấy. Bây giờ tạm anh Nai lấy lại cái phiếu đấy, kêu đi ra ngoài đi anh. Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi lấy lại phiếu đó, đi ra ngoài. Rồi nhận tiền giúp con đi cô. Rồi cảm ơn mấy cô ạ. Đây mấy cô là ung thư rụng tóc đó. Dạ. Cô bác vui lòng mở sẵn hai nắp hộp bánh bao xốp ra giúp con. Mình sẽ nhận cơm, bánh mì, sữa, nước suối, chuối và tiền mặt 200.000 một người. Ngưng lại và chút chéo. Cô ơi, tiến tới giúp con đi ạ. Không có kẹt xe cô. Rồi đây, từ người một thôi. Rồi, chờ chú chéo đi chú. Đưa thẳng tay là con, mẹ làm đi, con cắt chuẩn bị đi. Rồi, bốn lần, cậu biết chưa? 410 sao được tiền hả? Mình nhận đèn, mình cảm ơn, mình đừng quên nha. Lên đi, chuyện qua đường, mình cắt chuẩn bị. Rồi, chờ chú chéo. Rồi, bỏ hiếu vô. Cậu có gì đâu. Thấy cái hộp đựng cơm đâu. Cầm máy hộp ra tay đi chị. Rồi chú từ từ gặp anh rồi. Bỏ phiếu vô. Bỏ vô đây. Tiếp rồi từ bỏ vô trong đây. Hai cái hũ này. Rồi chị từ đi. Rồi cô bác nhận xong thì mang cơm ra qua bên đường sắp xếp nha. Rồi bỏ phiếu vô đi. Rồi hộp đây. Rồi bỏ phiếu vô gì hai từ từ gì hả? Rồi bỏ phiếu vô bà ơi, lãnh tiền. Rồi tiến tới đây bà, tiến tới còn lãnh cơm, lãnh đồ ăn. Đi từ từ, đi theo hàng bà. Phiếu đâu rồi chú? Đâu chú lấy phiếu ra đi ạ. Rồi bỏ phiếu vô dùm con, nhận tiền. Tiến tới lãnh cơm thôi, tiến tới lãnh cơm đi. Còn cô có muốn cho tiền không kia, người bệnh họ đi ra kìa. Ông có bệnh gì? Kia kìa, người ta ngồi xe lăn giờ không biết bệnh gì. Vậy là thiếu nhá. Dạ dạ, ý là phải đưa thêm tiền đó. Dạ. Thảo vô trong này học lấy thêm. Để giải quyết bên kia sau khi. Để làm đi anh ơi. Chồng nó đâu có chết.
lấy cho em năm tờ này. Đưa cơm đưa đồ ăn rồi chồng lên qua đường trực tiếp để làm đi. Có người bệnh ra cô cho tiền luôn, cho thẳng luôn. Dạ rồi, cảm ơn mấy cô. Người nhà bệnh gì đấy cô? Ung thư. Ung thư ạ? Ung thư tủy xương. Ung thư tủy xương à? Dạ. Chắc sắp chuyển về rồi chú ơi. Về là sao? À, chắc sắp đưa đi về quá à. Là không chữa được á cô? Dạ. Thôi ráng, ráng. Dạ, dạ. Nhớ cảm ơn mạnh thường quân ra nha. Rồi, bỏ phiếu vô. Sao, sao, sao? Dạ, cô ơi. Rồi, tiến tới đi mấy cô chú ơi, coi. Đang bệnh ung thư rồi chết. Rồi cảm ơn ạ. Anh chị tụi con đưa cái gì cô bác nhận cái đó dùm. Rồi các cô chú nhận được xong rồi mang qua bên đường sắp xếp dùm. Rồi mang qua đường sắp xếp dùm, mỗi cô chú nhận một phần. Cơm, bánh mì, nước suối, sữa. Cầm lấy cái hũ ra đi. Rồi, cảm ơn mấy cô. Rồi, xin cảm ơn. Mở sẵn nắp hộp ra mấy anh chị ơi. Mấy cô bác mở sẵn nắp hộp ra dùng con đi ạ. Cầm hai hộp ra tay, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra tay rồi mở nắp hộp ra. Rồi cầm hai hộp ra tay dùng con đi cô ơi. Chú ơi mở sẵn nắp hộp ra dùng con. Chị ơi cầm sẵn hai hộp ra tay mở nắp ra dùng em đi mấy anh chị ơi, cho lẹ. Dạ vui lòng mở sẵn nắp hộp ra dùng. Chú ơi vui lòng mở sẵn cái nắp hộp cảm ơn này ra này. Cái bao xốp chú banh ra để lát đựng chuối, rồi nước suối, rồi bánh mì. Lẹ giúp con để phát cho được lẹ. Cầm sẵn hai hộp ra tay đi chị gái ơi, cho lẹ. Cô này ông chồng mổ nặng lắm mà có 50 triệu. Bây giờ bác sĩ kêu nữa mà chị còn có 50, nếu không mổ là chết. Bà con này biến hết, chị hết đừng lo rồi. Ê, bây giờ con cũng chỉ biết để quay lên thôi chứ còn tiền có sẵn thì chưa có. Dạ, giờ thiếu 50, thiếu 50, 10 triệu á. 50 triệu à. Có 50 triệu rồi, thiếu 10 triệu hay sao? Bây giờ mổ là 6-700 rồi, giờ mổ nữa mà chị còn 50 triệu nữa là mổ nữa mà chị không có khả năng nữa hết đừng lo rồi. Em dưới quê rồi bán đồ hết rồi. Bây giờ mình liên lạc với bên phòng công tác xã hội được chưa chưa? Dạ có nạp giấy được rồi có. Thì bây giờ mình cô lên lát xíu cô lên cô nói bảo bây giờ không còn khả năng nữa thì chắc là họ cứu thôi. Dạ. Dạ. Cô còn thiếu 10 triệu nữa để mổ. Có 50 triệu mà cần 60 triệu để mổ. Để hỏi kỹ cô xem sao nhá. Ý là nhà có bảo hiểm gì không cô? Dạ lúc trước không có mà mới có bữa tám tay thế này. Tại chị cũng khổ lo đi làm không mà cưng không có đất ruộng gì chứ. Tức là bây giờ thiếu 10 triệu nữa hay dạ, sao? Dạ 50 triệu là lên ca mổ, bác sĩ mới mổ. Tại nợ trong bệnh viện là 80 mấy triệu rồi. Rồi vậy nợ nhiều tại quá này thì... Tại lên ca mổ 400 rồi chị lo làm giặt hổng ngày là cũng hết 600 mấy rồi. 600 mấy mổ gì cô? Mổ động mạch chủ tim á cưng, rồi nó qua gan thận tới đâu bác sĩ chị tới đó rồi mổ ở đây nữa là lấy khúc ruột đâm ống vô đâm bơm thức ăn mà bây giờ bác sĩ kêu phải mổ này nó để nó tràn nếu trễ là chết còn nếu mổ thì có thể là cứu được và chỉ còn có 50 triệu nữa mà chị không có còn được lo. Số tiền này cũng lớn quá kêu, mà mấy chú kêu chị em giúp giùm chị tìm cái bên chị không biết nữa. Dạ em giúp giùm chị cứu mạng chồng chị đi em. Thôi bây giờ chị có lại để lại số điện thoại không? Để bây giờ chưa biết là có cho em xin cái số điện thoại. 0908 em bấm giùm chị không có giấy. Cô nói cô sắp giúp chị đi. Em giúp giùm chị đợi ơn xuống đời. Không em dạ. Không cũng chưa dám hứa đâu nhưng mà dạ. Xin số điện thoại để nếu mà có ai giúp thì em liên lạc với chị. Dạ 0908
chị nằm nay gần 2 tháng rồi. 192. Khoan. Chị đọc đi ạ. 0908 rồi ạ. Dạ, 192. Rồi ạ. 494 em ơi. Chị tên gì ạ? Dạ, chị tên Dung. Chị Dung, dạ rồi. Chị cảm ơn em chị. Rồi. Tiền gấp đang mổ, nếu mới trễ là anh em bị dở cái này chết nè. Chị điện lùm lum hết không được đâu á. Vâng, rồi thôi biết vậy. Nhưng mà bây giờ đầu tiên ấy, đầu tiên là chị cứ vào bên chỗ nói bác sĩ để bác sĩ xem là có thể giới thiệu mình đến cái những cái chỗ mà người ta giúp đỡ số tiền nhiều á. Dạ, dạ. Vâng. Em nghe chị có giấy xả trị của ông chồng thì có cho được không? Có bác vui lòng mở sẵn nắp hộp ra dùm đi ạ. Bỏ mấy cái đồ cảm ơn kia vô hết đi. Ờ, nhận xong mang qua đường sắp xếp dùm. Siêu thị. Hộp ra tay đi chị. Cô bác mình cầm hai hộp ra tay nhá. Một cái hũ là mình sẽ đựng cơm, một cái đựng đồ ăn. Rồi cái bao xốp mình sẽ nhận là bánh mì, nước suối, chuối, canh. Vui lòng mở sẵn nắp bao xốp rồi nắp hộp ra dùng. Mang qua đường sắp xếp đi mấy cô ơi. Dạ nhận xong mang qua đường sắp xếp dùm, xin cảm ơn. Nhận xong mang qua đường sắp xếp dùm nha, xin cảm ơn. Mang qua đường sắp xếp dùm, nhanh chân dùm mấy anh chị. Này các bạn ơi, tốc độ múc cũng rất là lẹ nhá. Rồi cảm ơn, tiến tới đi chú, mang qua đường sắp xếp.
sẵn nắp hộp ra mấy cô chú anh chị. Rồi bà vô luôn. Thế bà đi vô đây, vô xếp hàng, bà vô đây luôn. Hồi nào cũng áo vàng à, còn áo. Chú Thành sẽ hướng dẫn các cô bác là đi theo hàng. Rồi cảm ơn. Rồi mang qua đường sắp xếp đi đi chị gái ơi, cho ông đỡ kẹt xe. Cảm ơn chú. Rồi xin cảm ơn. Đây, cảm ơn. Rồi cảm ơn mấy cô chú. Rồi cảm ơn, tiến tới với cô. Rồi cảm ơn, mang qua đường sắp xếp giùm em. Rồi xin cảm ơn. Cô bác nhận xong mang qua đường sắp xếp dùm nhá, để cho người sau còn tiến tới lên nhận cho lẹ. Cảm ơn. 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 C
Nhanh chân cô ơi. Mấy cô chú tiến tới đi mấy cô chú, rồi tiến tới mang qua ngoài sắp xếp dùm, rồi xin cảm ơn, rồi mỗi người một phần mang qua ngoài sắp xếp, mở sẵn nắp hộp ra dùm. Mở sẵn hai nắp hộp ra mấy anh ơi. Mở sẵn nắp hộp ra chị gái ơi, cầm hai cái hộp ra tay cho lẹ. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp ra dùng đi ạ. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra tay, mở nắp hộp ra. Cô ơi, cầm hai hộp ra tay, mở nắp hộp ra. Bà ơi, vui lòng mở sẵn nắp hộp ra, cầm hai hộp ra tay đi. Cô bác vui lòng cầm sẵn hai hộp ra tay, mở nắp hộp ra dùng ạ. Cô bác chuẩn bị sẵn hai hộp cầm ra tay, mở nắp ra dùm đi bà ơi cho lẹ. Rồi xin chào bé trai. Cô bác ơi vui lòng mở sẵn nắp hộp ra, cầm hai hộp ra tay ấy. Rồi bao xốp để mình sẽ đựng các cái đồ ăn khác. Qua bên đường xếp hàng cô. Kêu ông Tư. Một lần nữa xin cảm ơn Lê Phi Du cùng bạn bè đã ủng hộ bữa cơm hôm nay. Cái số tiền này từ các bạn hữu từ Seattle, Washington ủng hộ. Hôm nay là 14 tháng 3 năm 2023.
Rồi mình cũng xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp các cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video clip mới. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Nếu mà đi thì có cho biết lại cô gọi xe. Rồi, mấy cô gửi biếu bà. Rồi, cảm ơn. Dạ. Dương, giúp lúc còn nè, có gì nhận lấy đi, mấy Hương để em. Rồi, mấy hay mấy cô gửi biếu bà nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, có chi đó thì cô lâu đi. Đây, đây, chừng 10 phút nữa. Anh Lai ơi. Đây. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi cảm ơn chú ạ. Dạ dạ rồi cảm ơn chú Thanh. Dạ. Ở đây chú Phát đi ạ. Dạ rồi. Rồi. Rồi nghỉ tay đi. Rồi chú Tư sẽ gửi tặng các cái tình nguyện viên. Mấy cô gửi mấy anh chị nhá, mỗi người 100.000. Rồi heo lận tiền đi, cô rửa chén nhận tiền, mấy người phụ bếp. Rồi chị heo nhận tiền đây. Dạ rồi, dạ. Dạ cảm ơn mấy cô bên kia kìa. Rồi. Rồi hết rồi, cô bác thông cảm nhá, tụi con phát đủ số lượng rồi.